gu bạn gái của mình á, nói chung là dễ nhìn. Mình theo cái chiều hướng gọi là ưa cái đẹp, càng xinh càng tốt vậy thôi. Đơn giản đấy thôi, xinh là được, tính cách để sau. Nhưng mà tức là đấy là về về cái nhá, về cái góc nhìn đầu tiên nha. Còn bây giờ đợt trước ấy, ngày xưa ấy thì cứ phải xinh cơ, còn bây giờ thì đó rồi. Bây giờ thì nói chung là càng lớn thì mình cần một người hiểu mình hơn, chứ mẹ xinh mà ngày nào cũng anh ơi phải thế này, anh ơi phải thế nọ, úi trời ơi mệt lắm không ạ, anh ơi không đưa em đi ăn à, rồi anh ơi sao em không nhắn tin với em mỗi ngày, ui chết luôn không ạ. Ghê thiệt, ghê thiệt. Ui nó ganh luôn chứ. Ờ sao cứu? Chạy đi. Chạy đi, chạy đâu. Trời, lát sớm đi ba. Còn lát luôn, lát sớm đi chứ. Cho game mà tiếp tiếp cái gì vậy ta? Này à, con nó tiếp tiếp cái flash kìa. Mình đã e cho rồi mà không chịu flash mà chạy đi. Ai? Má cả team một lát luôn rồi đó. Ai à, theo 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 theo. Mày cả team một lát luôn đấy, cái mỗi lần mà bây giờ mà cả team một lát là tôi ngồi tôi mò chắc đến ngày mai mới mò được hết không ạ. À? Ê. À, bây giờ nó mới lát á. Lúc bây giờ là mới lát này. Không công ơi, càng spell mà công là kêu là không cần chính xác thì toang à. Spell phải quá chính xác luôn chứ. Sao spell lại không cần chính xác được? Công chỉ cần trễ một giây thôi nó đã làm một cái gì đó rồi. Công chỉ cần chế một giây thôi, nó đã là mày cái sai lầm lớn rồi. Nó đã quyết định mày cả cái trận đấu rồi. Không cần tính sao được không? Cần lắm luôn đấy, cần chính xác lắm luôn đấy. Ok. Không được em ơi, sai số ít làm sao được em. Cứ cãi nhở. Thật luôn ý, tôi đánh AD, tôi đánh game Liên Minh này bao nhiêu năm trời rồi. Công kêu là ít cũng được không sao. Nó đã làm những cái con số rồi thì nó sẽ phải một trúng 100%. Nếu mà bây giờ ví dụ đi trong cái combat này đi, em bảo là sai số ít, bây giờ đi, nó chỉ cần chậm một giây thôi. Em trồng CC không kịp. Có phải là em trồng CC không kịp, em bị hớ rồi đúng không? Rõ ràng kêu là không lát. Bây giờ kêu nó là 850 không lát, 850 là hồi lát. Xong cái 848, 845 lên, tự nhiên nó đùng cái nó lát thì sao? Tự nhiên đùng cái nó lát thì sao? Lúc đấy không phải là hớ à? Đúng không? Số là chắc chắn 100% nó phải dúng. Chạy đi không? À, cứu ông rồi đó. Ok. Ờ đúng rồi. Giờ công mang bảng 5% là công phải tính khác. Công mang bảng 5% nhá, là công sẽ phải bỏ đi thêm 46 giây. Xong ví dụ mà công cầm thêm giày là công sẽ phải bỏ thêm nữa. Trời ơi. Công bây giờ mà cầm thêm giày khai sáng là công phải thêm khoảng tầm thế nhưng mà 25 giây nữa thì phải. Nhớ không nhầm là 25 giây nữa.
Nhớ không lầm phải là 25 giây nữa không? Ây à, đấy, cứu nó không chết luôn này. À, xùi thế. Mày này, tao đấm vỡ mồm mày luôn này. Ui, lát hết luôn. Ui, chết hết luôn. Tham cái trụ đầu. Tham cái trụ đầu. Chết hết luôn. Hai. Ui, chết hết luôn. Hay quá. Còn lát với chúng tôi này. Hay không? Nói luôn không? Ui. Hồi mã thương. Hồi mã thương. Lên luôn. Rồi lát luôn. Chúc em stream vui vẻ. Dạo này AK thấy lép nó stream nữa ta. Chắc đang hát hả em? Dạ anh Phúc ơi, dạo này chú dạ này đang hạt anh ạ, đang hạt anh ạ. Mình không biết tham spell không mà vẫn không tham được spell. À, cho em một ít kiến thức về tính toán vào đầu đi. Đau đầu quá.